Nay lại đi ra giường cả nhà ơi. Ra giường Long mời cả nhà cùng đi với Lon nha. Đi ra thăm vườn với Lon cho vui. Hôm nay ra nhìn cái đám hoa nè. Đám hoa này cả nhà biết hoa gì không? Nó là hoa củ cải đó. Hôm trước cái Lon nhổ Lon tiếc quá. Nói đất ở đây nó cũng trống, cũng không có chưa có trồng cái gì đó. Thành ra Lon để luôn. Nay nó chỗ hoa nhìn đẹp dễ sợ. Nhìn thấy cũng vui mắt. Chừng nào mình trồng cái khác thì bắt đầu mình dọn ở đây lại. Hoa củ cải đó. Nhìn đẹp ghê không? Long có trồng một mớ sen ở chính giữa đây nè. Đây có người đẹp ngồi ở đó kìa. Thăm vườn hoa. Vườn rau đã nở hoa. Buồn lòng không? Hoa này là hoa cải gỗ nè. Trời ơi, thấy cái vàng này thôi là thấy thương. Mà chưa có rảnh để mà dỡ ra nè. Đó. Nó giống như là đi ngắm hoa. Hoa này cô Linh. Đó. Đó. Ngắm hoa cải bẹ trắng nè. Đẹp ghê không? Lần đi ngắm hoa trong vườn nha. Hoa này hoa gì đây? Cái cải này. Cái này cái ngọt. Ôi, có hoa đẹp chưa? Bây giờ rau nó không có rau nữa mà nó chỗ hoa hết. Giờ mình đi quay hoa chứ. Nhìn đẹp quá. Đó, nhìn đẹp chưa? Nhìn mấy cái bắp cải này, cây cải mà ấy nước. Nhìn giống cái măng. Sao mình nhìn cái cải, loại cải nào cái hoa nó cũng giống nhau vậy ta? Ở đó hoa cải nó nhiều đều giống nhau hết mà. Vậy hả? Ừ. Bên kia cái kia là cải cải bẹ trắng đó. Mà cái bông nó cũng giống lên như bên đây luôn nè. Bên đây là cải thìa nè. Cải thìa mà cái bông nó cũng vậy nè. Cải nó đều giống nhau hết. Cái này luôn trồng để lấy hạt. Lấy hạt lại. Ăn trường đám này lấy hạt lại. Đậu hôm nay cũng được nhiều trái à. Lần hái ít mấy cái đậu ở đây luôn cả nhà. Hái mấy cái đậu luôn. Hai mấy trái trên đây rồi nhánh nhỏ vậy mà nó cũng được 4-5 trái trên đọt đậu nó có trái ăn từ từ rồi. Hello Huy. Phi biết thu hoạch đậu không? Thì biết thu hoạch đậu không? Không biết, không biết thu hoạch không? Biết không? Cô Long thu hoạch đậu nè. Bẻ lại hả? Hử? Bẻ lại Thu hoạch không? Bẻ lại nghỉ. Thu hoạch đi. Huy biết thu hoạch không? Dạ biết. Thu Biết hoạch thu đi. hoạch đi. Nè nè nè, mẫu đây nè, mày bẻ bông, cầm đi, cầm cho bẻ. Cầm bẻ. Bẻ đứt cái đọt là tôi mắc đền nguyên cây Nè nha. nè 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 nè. Mắc đền, cô Lân mắc đền nguyên cây luôn, hiểu Ba không? cầm hai ba bẻ. Dạ đúng rồi, giỏi quá. Đi, bẻ nữa Má đi. trời nè. Nè, đây nè, con nè, nè Nhiều lắm đi. con, nhiều lắm. Bẻ đây nè. Đúng rồi, tiếp tục mà bẻ sao họ mắc mẹ cái đầu. Cô Linh đang Đây nè. đang huấn luyện cho con trai làm giường. Đó,
mốt làm vườn. Nó cho đi học rồi, cho đi học rồi xong huấn luyện cho làm vườn. Mai mốt về Việt Nam làm vườn. Đó. Ồ. Đó. Không dặn đi. Còn không? Còn không? Đây một trái. Đây con tìm đi, con tìm đi, con tìm hái đi. Tìm hái đi. Tìm hái đi. Nhìn nè, nhìn cái bự gì nè nghe, còn mấy trái nhỏ nhỏ gì là không nè, nè. Mấy trái nhỏ gì nè, nhìn nè. Mấy trái gì nè, đam mê nha. Đam mê, còn nó còn lớn nữa. Cái bự á. Cái bự á. Đây nè. Đó đúng rồi. Cả nhà con chào ông bà cô chú, bữa nay con đi sư hoạt chung với bạn ý, chung với mẹ con ra đường mừng nha. Cô Đinh nữa. Con mời cả nhà ông bà cô chú con đi với con. Mời cả nhà con, mời ông bà cô chú đi chung với con. Nay sư thu hoạch gì nè, thu hoạch đậu hả? Không biết. Mình nè hả? Con mê là cần đó. Đó con cắt cây đây đó. Ôi trời ơi, bự quá trời luôn. Cắt được chế đậu rồi. Huy đâu? Huy cắt chưa? Huy đang cắt. Bự quá chừng luôn ha. Rồi. Hai em đi ra đây hai thăm vườn mê lắm luôn. Để máy tìm cho rồi coi cho con cắt nha. Đây là. Trời thấy giỏi quá ta. Đây còn trái nè con, trái này lớn nè. Đây nè, trái này. Nó thấy diễn hết, ông này thu hoạch mạnh bảo. Thu hoạch. Được rồi. Thu hoạch nè. Nam đây. Con đi. Đó chừng sau hả? Nhiều lắm. Được chưa? Sư thu hoạch rau cần luôn đi. Cắt thu rau cần đi xuống. Dạ. Hai trái nè. Hai trái luôn hả? Hai trái. Trên đó nè. Trên đó đó. Trên đó nè. Đó. Nhỏ nó còn bự giống như cái bự như vậy đó. Hai cắt con. Đó, đi ra giăng nắng thấy giờ hít mũi rồi kìa. Nè, cái trái nè con. Để đưa con để xuống dưới. Nha. Ok. Cái bình này là bình này. Đó, cắt cái, thử cắt cái độc nha. Ờ đó vậy đó. Bên kia hả, đậu nhiều lắm. Kia có hả? Bên kia nhiều lắm luôn. Ủa vậy hả con Linh? Đây nè con, đây nè Sung. Đây có cái bằng này. Nè con. Đây nè. Đó, trái đó đó. Chứ nó cũng đẹp. Ừ. Nhẹ thôi chị, nó đứt cái. À. Cái này yến hay cái gì vậy? Hả? Đây này con xuống đây nè, để đó cho bạn Huy. Đừng đè cái đó lên nó gãy. Gửi ba được không? Chị cái trái bự lấy đó cho. Không, cái đó còn nhỏ lắm. Con cầm hai ba trái. Rồi đúng rồi, cắt đây. Mê lắm, mê lắm, tới ngày ra thu hoạch là mê lắm luôn. Thấy trên nữa đó. Trên nữa kìa. Thấy không? Đây với bổ luôn. Đây đây nè, cái cổ bên đây đưa mắt. Đó. Vụ tới luôn. Cầm nha. Chị cầm rồi. Phí kìa nó mất tiêu rồi. Đó kìa, nó không có thu hoạch nổi đâu. Xẹt. Trời ơi, trong đó quá trời cái trái luôn kìa Sung. Nhiều lắm. Mấy cái bự nha, đừng có nhỏ nha, cái nhỏ nó còn bự nữa. Đây, đây nè, má cầm rổ giùm cho nè. Cái này đọt hả? Cắt nhẹ nhẹ, lĩnh dị quá. Ờ à, đó. Nè, à, con nhìn nè. Đằng kéo lên không có con nghiêng gì nè thì nó mới mé đó đó vậy đó đó nha thấy chưa đó. Cái này con muốn vậy nè, con nghiêng qua cái lá này nè, nè. Thuận cái tay mới được, cái tay bên đây nè. Đó vậy đó, thấy chưa nè, cái này cũng vậy nè. Rồi đó vậy đó. Ở đây cái đây mất trường. Ừ, cả đây nè, đây nè. Cái bé đó. Đây nè. Không có đi ra ngoài.
Nghe không? Đi nó luôn. Đi. Đi không? Em nói tiếp phụ cho. Đi không? Dễ không? Có tên ha. Ừ. Em thu hoạch ít rau cần ở đây nha. Đây thì lớn lớn hết rồi. Ừ. Tét gì cho nó mau ra. Cây cây được nóng luôn. Chỗ này. Sẵn chở mấy nhỏ ra chơi, cái hai chị em thu hoạch cô lên tưới mấy cây rau giùm luôn. Đậu sẵn ở đây thấy cái gì thấy đó, đang còn này. Mấy nhỏ cắt này giờ còn dưới này thấp tụi nó không thấy. Rau cần nay non lắm cô Linh. Về xay nước uống đi. Cái kéo đâu? Chị tắt không? Tắt cái gì cho nó mau qua. Mau ra. Mấy cây con nó ra. Tắt nha, tắt 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 đã. Đây nè chị làm. Cái bò nó giòn đó. Một rổ đầy luôn rồi cả nhà. Giờ con đi thu hoạch cái khác. Đúng rồi con, lấy giùm má đi. Nhờ con trai đi lấy cái rổ lớn không? Cái rổ kia nó nhỏ, nó đựng rau cần nó đầy à. Tầng ô ở đây luôn. Mới vừa trồng lúa khoai mì ở đây. Cái cà bắt đầu nó ra hoa quá trời luôn á. Cây cải này em bự dễ sợ không? Lon cắt luôn cây cải này. Cắt cây cải này luôn. Luôn. Thấy cắt tay gì đó. Cái cải nó bự quá chừng luôn. Cắt cây này luôn. Cái này có hai cây nè hả? Thường ha, nó hay có lên mấy cái ấy đó cô Linh. Ừ. Cắt đi em ơi, cắt hết chỗ này mình trồng mới.
Cái nào cái này buồn không, trồng cải này thấy ham quá hả cô Linh ha. Nó mới muối keo dừa này ăn hết rồi nè. Rồi nấu canh chua. Canh chua. Nó đợt này cắt nhiều nhiều chút để cho người này người kia muối sẵn là mình trồng cái mới luôn. Nhỏ thêm hai cây cải gỗ về. Trời mưa tới rồi cả nhà ơi, để con lẹ đi về á mà ướt. Bẻ ngang cô Linh ơi, nãy chị cắt không nổi chị bẻ. Ừ, nãy chị bẻ. Ừ. Đó. Nãy chị bẻ. Cắt nó không nổi. Bự quá. Rồi, thôi, được như đủ rồi, đủ rồi cô Linh. Hai cây đó là dư sức luôn. Đủ dư sức luôn. Coi nè, trời ơi coi nè. Hai. Dạ sai. Cô tôi mới nói dạ sai. Chị ghê chị đi. ありがとう。こっち食べなきゃダメだよ。危ないからね。トラックいっぱいだよ、こっちは。そうそうね。危ないだからね。ね、出ないでね、そっからね。これ。水菜とかもある。そうですね。いろいろ混ざってますね。ネギとかもあるし、ブロッコリー。ブロッコリー。はい、そうです。でも早いわ、咲いてるね。でもね、こっち花咲いてます。これはこれ何？これブロッコリー。あ、そうそうそう、ブロッコリーです。これから何だ。Đậu hả? Ba mê hả? Đậu quá trời trái nè, thấy mê quá. Nó làm sửng trời nhà trái thấy mê. Bên này, bên này, cắt này. Cắt bên này mới mở được chứ. Ủa, ổng đậm đậm quá. Ừ, nó đậm cứng nhắc à. Không vậy, định cắt ra nè, hỏi cắt được chưa. Chị nói thôi kệ để cho nó ấy chút, đâu nghĩ nó có trái đâu. Không. Tưởng không. Là nó chưa có trái chứ. Trái này bự quá, nó già ăn nó sơ không à. Ừ. Chị tưởng đâu chưa có trái không mà chứ đâu có nghĩ ơi, không có nhìn cái bữa kia thấy có bông thôi mà bữa nay trái nó gì. Cắt thêm miếng nữa để bả này quay tay chị cắt. Trò chơi của Nhật đó. Rồi bông quá trời đẹp luôn nè đậu. Nay dở rào.
Nay dở vàng đậu cả nha. Vàng đậu nè. Dở vàng đậu ra cái bông đẹp quá trời luôn. Bông trắng, bông hồng thì cũng có hết. Đẹp quá trời luôn. Này có bạn ở trên. Cái hoa này màu tím, con hoa này màu đỏ, màu hồng. Hoa này thì màu trắng. Lúc trước mà mua thì nó để chung với nhau đó. Nhưng mà bữa nay hai chị em làm lại vàng đậu. Không thấy. Này em túi máy nè. Nhiều đậu. Hả? Xe mình có cái bọc đó. Xe có bọc sạch đó. Em giết thì mình lá nào nó lấy bự cũng ngon hay sợ. Mình hái tặng bạn nhiêu đây đây. Với lại một ít đậu nữa. Cả nhà ơi, hôm nay Long mới vừa thu hoạch xong được một ít rau nè. Long cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay đã đi thu hoạch cùng với Long nha. Long xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ. Long cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Củ mì mua hôm trước bữa nay hả? Long để đây nè, Long sợ nó héo, Long dâm nó xuống đây. Giờ Long có chỗ Long đem đi trồng. Đẹp chưa? Đẹp dễ sao đẹp con hoa đào, trái đào. Trời, trồng ở đây. Này chắc trồng một hàng đi chừng nào dư rồi hả? Có chừng trồng. Hết hồn hết chiếc. Để chị bỏ ở đây. Bỏ ở đây sẵn. Khúc kìa, còn khúc. Kẹn lát nữa anh chồng mấy giọng đây, trồng đây, trồng đây ba bốn khúc gì đi, cho nó khuất ở bên đây. Cái này là khúc này.